tiếp tục với hành trình đặc biệt thăm các chiến sĩ nhà giàn. Thưa quý vị, chuyến thăm của biên đội tàu Trường Sa 21 không chỉ mang quà Tết ra nhà giàn DK1, các tàu trực Tết, mà còn chở theo niềm tin, tình cảm của đảng, quân và dân đất liền đến với bộ đội chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Tàu Trường Sa 21 là nhịp cầu nối đất liền với biển khơi. Nhận nhiệm vụ đưa đoàn công tác của Vùng 2 Hải quân ra thăm nhà giàn DK1, các tàu trực Tết trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, Thượng quý Phạm Văn Quyền, thuyền trưởng tàu Trường Sa 21 thuộc Lữ đoàn 125, cùng các thuyền viên trên tàu, mất nhiều ngày họp bàn, nghiên cứu địa hình, thời tiết khu vực, sắp thực hiện nhiệm vụ để đảm bảo một chuyến hải trình an toàn. Thượng quý Quyền cho biết, những chuyến tàu ra nhà giàn vào dịp cuối năm, thường trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, vì vậy đảm bảo an toàn cho người và hàng hóa được đặt lên hàng đầu. Trước khi rời bến là mình phải có đưa ra các tình huống là dù sóng gió thế nào cũng làm sao bảo đảm an toàn nhất và bảo đảm không bị hàng hóa của anh em không bị mong hóa và đưa đến tận tay của anh em, làm sao để cho anh em của đó một cái Tết là đầm ấm nhất khi ăn Tết xa đơn vị. Hơn chục năm chinh chiến với sóng to bão tố vượt qua hàng chục ngàn hải lý, Thượng quý quân nhân chuyên nghiệp Lê Đình Tuyền cho biết mỗi chuyến ra khơi là một cảm giác riêng biệt, nhưng chuyến tàu chở mùa xuân vẫn là sâu đậm nhất. Tôi đã rất nhiều kỷ niệm trên biển và tôi thường điều khiển tàu xong là sẽ xuống xuồng làm việc ở dưới xuồng luôn cùng với các anh em. Có những chuyến hàng chúng tôi không thể đưa lên nhà giàn được thì chúng tôi bắt buộc bằng mọi biện pháp để đưa cái Tết để đến cho anh em nhà giàn DK1. Trải bao con sóng dặm hải trình xa với các thủy thủ, đó là sự tôi luyện cho một tinh thần thép. Để tàu rẽ sóng bình yên bám biển, các anh thầm lặng, miệt mài công việc, người dẫn đường, nối đất liền với biển khơi. Tùy các trường hợp, nếu mà bình thường mà sóng gió nó bình thường ấy, thì tôi có thể cập tại nhà giàn luôn. Mà sóng gió to thì chúng tôi phải ở cách nhà giàn một khoảng cách nhất định để bên nhà giàn hạ cầu xuống. Và chúng tôi cấp hàng cách cầm cái cầu đấy và bỏ hàng hóa lên trên cầu và kéo lên. Thì lúc đấy phải thao tác thật là nhanh, rất là nhanh luôn, không thể chậm một giây phút nào cả. Trường Sa 21, những hậu duệ của đoàn tàu không số Huyền Thoại rẽ sóng dương khơi tới các nhà giàn DK1, các tàu trực Tết. Đoàn công tác dần quen với tiếng sóng dỗ, tiếng gió thổi rì rào, tiếng chuông thông báo của chỉ huy tàu, giờ giấc sinh hoạt cũng thành quán tính. Đêm qua, ngày đến, bình yên giữa biển cả quê hương. Đứng ở buồng lái, họ là những thủy thủ, cán bộ, chiến sĩ của tàu Trường Sa 21, luôn đảm bảo an toàn, thông suốt của chuyến đi. Khuôn mặt các anh sạm đen rắn rỏi, toát lên phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ.